cái chu kỳ kinh tế mà nó không lặp lại á, là cần phải được xử lý. Thì có một cái điều mà khá thú vị mà thời Tổng thống Mỹ bắt đầu đương nhiệm từ tháng 1 năm 2017 đến nay là ông ấy đang xử lý cái vấn đề hàng. Ông ấy là một trong những người là doanh nhân và những người khá là am tường về mặt gọi là kinh tế, không phải là người làm chính trị lên làm chính trị, mà là người làm kinh tế lên làm chính trị, nên tay này cực kỳ hiểu biết về những thứ em vừa nói. Rồi, tay xử lý thế này. Lý do tại sao mà gọi là lấy nước Mỹ làm nòng cốt, tức là cái gọi là người Mỹ vĩ đại trở lại và tất cả vì nước Mỹ, bởi vì ông hiểu một câu chuyện đó, phá hủy hệ thống gọi là cung ứng toàn cầu đồng nghĩa với cái câu chuyện là xóa bớt. Tại sao mà chu kỳ, các cái chu kỳ kinh tế á, thì nó thường lặp đi lặp lại? Cái đầu tiên phải giải thích là lý do tại sao lại có các cái chu kỳ kinh tế. Vậy không có thì có được không? Nguyên nhân tại sao? Cái điều thứ hai là vậy chu kỳ được xác lập và được tính toán như thế, tất nhiên nó có sự xê dịch 1 đến 2 năm. Tại vì vấn đề ở đây là 11 năm so với cái chu kỳ thông thường của nó là 9,8 năm theo một số các cái thống kê dữ liệu của hàng trăm năm vừa qua. Thì tại sao vượt qua 9,8 năm đến nay là năm thứ 11 kể từ năm 2009 đến nay? 2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu là năm 2008 thì không có khủng hoảng. Vậy tại sao? Vậy tại sao? Và theo ý kiến cá nhân của anh thì nó bắt nguồn từ nguyên nhân nào? Bắt nguồn từ nguyên nhân nào? Nó lại không có, hay nó chỉ là cái sự xê dịch cộng trừ 1-2 năm rồi nó sẽ có. Phần lớn các chuyên gia kinh tế hiện nay đang cho rằng là nó đang có cái sự kéo giãn, tức là nó delay. Ví dụ như 10 năm thì năm nay 11 năm rồi, thì có khi là năm nay là năm khủng hoảng. Hôm qua vừa nói chuyện với một cái ông này, ông cũng thuộc loại nói chung là bà con họ hàng làm quan chức ngoài bộ trung ương nhiều, thì ông nói cho mình thế này này, tức là gì, đất đai. Ví dụ nhà nước thấy kinh tế đi xuống quá rồi, bây giờ chẳng biết lấy cái gì để vực dậy nền kinh tế. Thì bây giờ mẹ bơm tiền ra cho dân để đi mua đất, để vực dậy nền kinh tế. Thì đất lại lên. Thì vấn đề đất lên là do nhà nước cố tình bơm ra cho dân để dân đi mua bán để nhà nước thu thuế, thu thiết cái gì đó. Để có đồng ra đồng vô để cho nền kinh tế không suy sụp. Nhưng mà cuối cùng thì mấy thằng trên trung ương là nó đều là những thằng cá mập hết. Sau khi dân xào xáo ăn uống một hồi, cuối cùng nó ăn dân luôn. Cuối cùng là lại quay bài toán gì, cho mày béo béo xong rồi quay lại thịt. Cuối cùng là con số 0 lại về con số 0. Cứ cho dân béo lên, cứu đất nước không bị suy thoái. Xong khi béo lên lại thì về cơ bản là không chỉ ở một quốc gia hay là một cái thể chế chính trị nào đó, mà trên toàn cầu thì đều có cái câu chuyện đó. Nên cái khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc trên thế giới, giữa các con người trên thế giới, giữa các cái tầng lớp trên thế giới là càng ngày càng kéo giãn. Ở một số quốc gia kém phát triển và được coi là cái thể chế gọi là kém hiệu quả, bị ảnh hưởng bởi tham nhũng nhiều, thì cái việc khoảng cách giàu nghèo của các cái tầng lớp trong xã hội chủ yếu là do tham nhũng mà nên. Tức là người ta bỏ ra cái gọi là một cái lượng sức lực lao động là ít, nhưng thành quả người ta thu về là cao hơn rất nhiều. Là lý do không phải là do họ giỏi về cái câu chuyện, tức là có những cái tài sản trí tuệ hay là có những cái thứ mà gọi là góp ích cho nhân loại mà họ giàu lên, mà họ giàu lên nhờ vào tham nhũng. Đó là ở những quốc gia gọi là thể chế kém phát triển. Nhưng ở các quốc gia, vậy đặt câu hỏi là vậy ở các cái quốc gia hiện đại, các quốc gia phát triển, tại sao cái khoảng cách giàu nghèo nó vẫn được kéo giãn ra? Thì vậy vấn đề nó nằm ở câu chuyện ở đây là liệu là những người, lấy ví dụ thôi, liệu như ông Bill Gates hay là liệu những cái tài phiệt trên thế giới
có thực sự là họ đổ ra nhiều mồ hôi và công sức hơn những người khác hay không, hay là vì lý do gì mà lại có câu chuyện đó? Thì nó nằm ở ngay cái bản chất của anh vừa nói ấy, đó là xã hội thì vốn dĩ không công bằng, và đương nhiên cái khoảng cách giữa giàu và nghèo nó có cái điểm xấu của nó, nhưng nó có cái điểm tốt, đó là thúc đẩy cái sự sáng tạo. Ở đây là bởi vì sao có khoảng cách thì dẫn đến câu chuyện những người nghèo hơn, những người gọi là ít về mặt của cải hơn phải cố gắng nỗ lực để vươn lên, và từ cái câu chuyện cố gắng nỗ lực vươn lên đó thì nó tạo nên một cái cơ chế, đó là cơ chế phải sáng tạo hơn, phải gọi là tìm ra những cái cách thức, các cái giải pháp. Là mày muốn giàu thì mày phải nỗ lực lên. Đúng rồi, phải nỗ lực, và cộng vào đó là cái nỗ lực thôi chưa đủ, mà phải tìm ra những cái sáng tạo mới, phải giải quyết những vấn đề của xã hội. Đó là cái câu chuyện mà xoay quanh cái việc mà anh nói là tại sao lại nó lại như vậy. Nhưng cái điều em hỏi ở đây nó là cái câu chuyện ở đây thì nó không riêng gì quốc gia nào cả, mà ở đây là thống kê cả hàng trăm năm nay thì các cái quy luật kinh tế, cái cách mà nền kinh tế vận hành ấy, thì nó luôn đi theo một cái hình sin, tức là có tăng, sau đấy lại giảm lại, và nó gọi là các chu kỳ kinh tế. Thì cái nguyên lõi của cái chu kỳ kinh tế ấy, thì theo cái nghiên cứu của em về mặt kinh tế học ấy, thì nó có liên quan tới câu chuyện đòn bẩy. Đòn bẩy tức là tại sao? Nhưng nếu như các nền kinh tế phát triển theo một cái cách thông thường, không có cái đồng tiền mà có chỉ đơn thuần chỉ là hàng đổi hàng, con gà đổi bó rau đổi con gà, thì đương nhiên mọi thứ nó sẽ vận hành theo một cách tức là chậm chạp, và gần như là không có bất kỳ một cái đòn bẩy nào ở đây cả. Sản xuất một quốc gia, một nền kinh tế, hay một hộ gia đình, hay một cái khu vực lãnh thổ thì nó chỉ thỏa mãn cái điều kiện tức là gọi là tự cung tự cấp. Trong làng bán nó có vậy thôi. Nhưng xuất hiện đồng tiền thì nó đồng nghĩa với câu chuyện đòn bẩy kinh tế ở đây. Có lúc đồng tiền sẽ dư thừa so với của cải, có lúc đồng tiền sẽ được sử dụng như một cái thứ giống như kiểu là cái chất xúc tác để thúc đẩy nền kinh tế. Thì cái việc vay nợ nó đồng nghĩa với câu chuyện tạo nên những cái thúc đẩy cái tốc độ phát triển nhanh. Chỉ có nhanh bùng lên, vượt ra khỏi cái gọi là cái trục của nó, thì nó lại mới có câu chuyện có lực hút trở ngược lại. Tức là sẽ có những giai đoạn suy thoái, tức là người ta bảo có thăng thì có trầm, có thịnh vượng thì phải có suy thoái thôi, mà cái thịnh vượng nó được thúc đẩy nhanh bằng đồng tiền. Tức là ví dụ đơn giản nhà có hai cái vấn đề. Giả sử ở một cái hộ gia đình đi, nếu chỉ phát triển thông thường bằng cái nguồn lực lao động của anh thôi thì làm gì có suy thoái. Anh chỉ vợ anh đi làm không vay nợ ai cả, kiếm bao nhiêu xài bấy nhiêu, kiếm ít xài ít, kiếm nhiều xài nhiều, thì chẳng bao giờ có sự đột biến về cái câu chuyện tức là gọi là gia đình có thể giàu có được. Nhưng muốn giàu có thì buộc phải có những cái giải pháp. Một là sáng tạo một cách, nhưng mà sáng tạo nó vẫn phải đi kèm với nguồn lực. Anh không có tiền, anh không có đi vay nợ để mà đầu tư, để mà làm cái này cái kia, thì làm sao anh có sự đột biến được. Thì vậy vấn đề ở đây là anh phải vay nợ. Thì vay nợ nó có rất nhiều cái dạng thức, và nếu như kể cả câu chuyện vay nợ quốc gia cũng vậy, và kể cả câu chuyện vay nợ doanh nghiệp hay là gia đình cũng vậy, thì nó đều là cái động lực để thúc đẩy. Nhưng cái động lực thúc đẩy đó nếu vừa phải thì nó tốt. Tức là anh vay nợ đúng, vay nợ nợ phù hợp, và trên cái nền tảng của anh có thể trả nợ, thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là cái thúc đẩy để nhanh chóng đạt tới những cái kết quả cần mong muốn. Ok, giống như câu chuyện là anh đi ô tô thôi hay là đi cái gì, cái tốc độ quy định của người ta như vậy thôi, anh đi vừa phải thì tốt. Nhưng trong đó thì không thiếu những trường hợp về mặt quản trị, về nó gọi là quản trị hiệu quả, hoặc là quản trị về quản trị quá trình á, thì nó kém hiệu quả, dẫn đến câu chuyện họ vay nợ quá nhiều. Rất nhiều các quốc gia trên thế giới vay nợ. Ví dụ em lấy trường hợp như Hy Lạp, vì lấy trường hợp ví dụ như là thậm chí cả như một số quốc gia như Việt Nam mình là vay nợ cũng lớn, Mỹ nó cũng vay nợ, là một quốc gia vay nợ lớn, thì rất nhiều các cái quy trình vay nợ nó dẫn đến câu chuyện đó là tiền bạc được bơm ra ngoài nền kinh tế một cách thừa thãi. Nó dẫn đến câu chuyện là nó bùng phát thì nó tạo ra chu kỳ kinh tế, nó tạo ra cái chu kỳ, tức là nó bùng lên thì nó gục xuống. Thì ở đây nó dễ nhìn thấy nhất, đó là cái việc mà luôn thường xuyên trong các chu kỳ kinh tế họ đều nhìn thấy cái câu chuyện bong bóng của các loại tài sản. Nhưng thực ra bong bóng các loại tài sản chỉ là cái hiển lộ thôi, cái bản chất của vấn đề vẫn là vay nợ. Thì có vay nợ, có đồng tiền, nó dẫn đến câu chuyện chu kỳ kinh tế. Vậy ok, thì tất nhiên cả thế giới hiện nay thì đều là vay nợ hay có chu kỳ kinh tế. Nhưng tại sao cái chu kỳ kinh tế đợt này nó lại là cái câu chuyện không xảy ra và không diễn ra? Thì phải đi quay trở ngược lại một cái vòng nữa, đó là cái vòng thứ hai, đó là cái việc vay nợ, tức là cái số lượng tiền vay nợ, thì nếu để tính tổng lại nó cũng là cái số lượng tiền có trong nền kinh tế. Em lấy ví dụ là gọi là một cái đồng tiền ít xì nào đó là đồng tiền chung của toàn thế giới đi,
Ok, thì cái đồng tiền nó tương quan với số lượng tài sản của cái vật chất của cả thế giới tạo ra. Nó có sự tương quan. Một lúc nào đó chúng ta cần phải có cái lượng tiền đó, lượng tiền lý xì đó nó nhiều hơn một chút để thúc đẩy cái sự phát triển, tức là để có thể là thúc đẩy giống như chất xúc tác thúc đẩy, nhưng nó không được nhiều quá mức so với số lượng tài sản của xã hội làm ra. Nhưng ở đây vì một lý do gì đó mà số lượng tiền ít đó nó quá nhiều, thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện tiền nhiều mà tài sản thì ít, thì sẽ đẩy vào cái tài sản, làm cho giá trị tài sản nó thay đổi. Bản thân tài sản không thay đổi về mặt giá trị, nhưng mà do là tiền nhiều nên cái việc quy đổi là 10.000 ổ bánh mì với 15.000 ổ bánh mì, thì em lấy bánh mì là một cái loại, là gọi chung là tài sản, còn ít xì là nhiều quá thì cái bánh mì nó tăng giá, là đơn giản là bởi vì nhiều tiền thôi chứ không có gì hết á. Ok, thì ở đây nó có một câu chuyện á, là ác ôn ở chỗ là nền kinh tế thì nó có sự mất cân bằng. Cái việc mất cân bằng trong cái giai đoạn gần đây á, nó lại không phải là mất cân bằng về mặt đồng tiền. Bởi vì người ta đã hiểu và có thể là ứng dụng giống như là kiểm soát được khá tốt cái đồng tiền X, in ra không quá nhiều trên toàn thế giới, thu về rất hợp lý. Nhưng có một điều mà người ta đang có cái dấu hiệu, đó là dư thừa hàng hóa. Do cái câu chuyện gọi là đại suy thoái, là giống như câu chuyện dư thừa hàng hóa đấy. Ở trong cái cuộc đại suy thoái 1929-1930 chủ yếu là do hàng hóa bị gọi là bị dư thừa. Bản chất của khủng hoảng tư bản là đều là khủng hoảng dư thừa hàng hóa hết. Thì hiện nay thì trên thế giới không phải là tư bản mà hiện nay trên thế giới đang là dư thừa hàng hóa, do cái chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay á, nó đang có một cái đặc điểm cực kỳ phức tạp, đó là công nghệ phát triển nhanh chóng và các hệ thống dây chuyền tự động cũng như là các cái gọi là chế phẩm sinh học tác động vào cái việc là năng suất lao động càng ngày càng cao lên, dẫn đến câu chuyện hàng hóa dư thừa. Đồng tiền hiện nay cái đồng tiền nó không có tác dụng nữa. Cái bình thường mới hiện nay là người ta đang nghĩ rằng là cứ bơm tiền vào là kích thích kinh tế. Một số quốc gia lãi suất đã về không, dẫn đến câu chuyện bơm tiền không hiệu quả, đồng tiền không xử lý được vấn đề. Vấn đề hiện nay nó nằm ở chỗ là xử lý hàng hóa dư thừa. Ngoài khả năng thì đương nhiên là người lao động sẽ không phải lao động nhiều nữa. Thì vấn đề là ở đây theo em á, là cái việc mà cái chu kỳ kinh tế mà nó không lặp lại á, là cần phải được xử lý. Thì có một cái điều mà khá thú vị mà thời Tổng thống Mỹ bắt đầu đương nhiệm từ tháng 1 năm 2017 đến nay là ông ấy đang xử lý cái vấn đề hàng. Ông ấy là một trong những người là doanh nhân và những người khá là am tường về mặt gọi là kinh tế, không phải là người làm chính trị lên làm chính trị, mà là người làm kinh tế làm chính trị, nên tay này cực kỳ hiểu biết về những thứ em vừa nói. Rồi, tay xử lý thế này. Lý do tại sao mà gọi là lấy nước Mỹ làm nòng cốt, tức là cái gọi là người Mỹ vĩ đại trở lại và tất cả vì nước Mỹ. Bởi vì ông hiểu một điều chuyện đó, phá hủy hệ thống gọi là cung ứng toàn cầu đồng nghĩa với cái câu chuyện là xóa bớt lượng hàng hóa trên thế giới. Thì từ đó mới tạo ra cái câu chuyện là hàng hóa bị giảm bớt, giảm thiểu và khan hiếm trở lại. Thì các cái loại hàng hóa mà được gọi là sở hữu trí tuệ, những cái loại hàng hóa gọi là hàng cao cấp được dùng người Mỹ được. Người Mỹ có một cái đặc điểm cực kỳ siêu việt, đó là biến cái giống như anh vừa trước nói, biến cái không thể thành có thể, biến cái thứ người ta tưởng chừng như là nó đích không thể làm được nhưng họ vẫn làm được. Thì ở đây á, chỉ phá hủy cái hệ thống sản xuất hàng hóa giá rẻ, giảm thiểu lượng hàng hóa, thì nó mới tạo ra được cái câu chuyện, tức là cái hàng của họ mới có giá trị. Chứ bây giờ iPhone, trong khi đó thì ông Trung Quốc ông cũng ra cái gọi là cái iX chẳng hạn, thì cái iX nó giá cực rẻ, siêu rẻ cạnh tranh iPhone, thì iPhone không có giá trị nữa, nên phá hủy thì bằng cách gì? Áp thuế. Ok, áp thuế dẫn đến cái câu chuyện hàng hóa bị phá hủy. Bởi vì sao chuỗi cung ứng bị phá hủy? Khi áp thuế đồng nghĩa với việc các nhà máy xí nghiệp của Trung Quốc phải giảm thiểu, không thể phát triển một cách bùng phát được, dẫn đến câu chuyện là chu kỳ kinh tế không bị do đó mà bị chặn lại, không bị khủng hoảng. Chứ bản thân 10 năm đã điểm, ai cũng bảo 2019 là 10 năm tròn trịa thì đương nhiên có khủng hoảng. Thì rõ ràng nhìn trên biểu đồ chứng khoán của Mỹ thấy những dấu hiệu của câu chuyện khủng hoảng, thấy những câu chuyện tức là cái bài toán Thắng nói á, là cái bài toán của cái hãng Helmet Louis Vuitton. Tức là nó bất chấp khủng hoảng hay không khủng hoảng thì đồ của Helmet Louis Vuitton không bao giờ ấy. Tức là cái hàng cao cấp ấy, mà hàng đặc sắc, mà hàng giống như trí tuệ đó, không bao giờ bị mất giá nha. Đó chỉ là câu chuyện của thời kỳ 10-20 năm về trước. Lý do là bởi vì cái thời điểm đó thì cái phương pháp cách thức của các cái hàng cao cấp đó, nó là sản xuất có giới hạn.
và nâng tầm đẳng cấp của cái sản phẩm. Nhưng vấn đề nó đặt ra ở đây là gì? Chỉ khi thế giới khan hiếm, tức là người ta đang có sự cái, người ta đã ví dụ như giả sử bản thân anh á, là muốn xài cái hàng của đó lắm, nhưng mà anh không được xài cái gì cả, anh thèm thuồng về cái hàng đó thì anh mới mua bằng mọi giá. Nhưng ở đây ông Trung Quốc là ông nói gì, hàng kia chưa ra phiên bản mới, ông lại ra cái nhái y chang rồi. Dẫn đến câu chuyện đó là cái sự thèm thuồng không còn nữa, và cái hàng đó nó bị phá hủy, những cái thứ gọi là bảo hộ bản quyền của người Mỹ bị gọi là bị đe dọa. Dẫn đến câu chuyện người Mỹ cần phải làm câu chuyện đó. Thứ nhất nó là như vậy, dẫn đến là ông Trung muốn lên đó thì chứng khoán Mỹ đã tăng rồi, trong giai đoạn trước nó đã tăng chứ không phải không tăng nha, tăng từ 4-5 ngàn điểm, tức là cái thời đoạn 2009 là từ 7 ngàn điểm, mà đã tăng lên 13 ngàn, 14 ngàn, 15 ngàn rồi, nhưng tiếp tục nó vẫn tăng tiếp đến ngày hôm nay là 28-29 ngàn, là lý do tại sao là có được chuyện thứ nhất. Nhưng đòn đó chưa đủ để phá hủy hệ thống, đòn đó chỉ sao, bởi vì nó là câu chuyện gọi là thương vong của hai bên. Giống như anh vừa nói, ông đánh thuế tôi đánh thuế ông. Ông chết thì tôi cũng chết, thế hai thằng đánh nhau thì một thằng chạy ra một thằng chóc vậy. Nếu thằng kia chết thì thằng này cũng trọng thương, thậm chí là hấp hối. Đòn thứ hai mà ở đây nó gọi là trời phạt, chứ không, em không biết vì lý do gì, nhưng ở đây trời phạt, bởi vì cái việc cái câu chuyện mà hiện nay Trung Quốc đang phải đối đầu với corona, nó đồng nghĩa với câu chuyện nó cũng là một cái phá hủy cái hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu. Và rõ ràng là theo thống kê gần đây nhất thì hàng trăm hãng xe ô tô cũng như hàng trăm các cái nhà máy mà đặt cái chuỗi cung ứng tại Trung Quốc đều bị ảnh hưởng. Không bất kỳ nước nào cũng bị. Nhưng cái đó là chỉ nói riêng lẻ từng sản phẩm, từng hãng thôi. Nhưng nói cái chung á, nó đang giảm thiểu cái lượng hàng hóa cung ứng trên toàn cầu. Và nó đang thay đổi là cục diện. Cái việc thay đổi này thì trước đây người ta làm thế nào? Thì thưa với anh là trước đây trong những cái đợt mà gọi là khi mà cái giá trị tài sản hàng hóa nó lên một mức gọi là ở cái mức độ nào đó cần phải sự dịch chuyển trở lại á, tức là gọi là xóa nhát lại từ đầu, hay là gọi là thay đổi phá hủy cái hệ thống cung ứng toàn cầu á, thì bằng chiến tranh. Ngày xưa đều là chiến tranh, khi mà muốn chia lại thị trường đều làm chiến tranh, đúng không? Thế giới nhất thứ hai đều là do kinh tế mà ra, thì hiện nay không chiến tranh được, nhưng cái cách hiện nay đang làm nó cũng là một cách tương tự. Và cái việc sắp tương lai sắp tới á, thì nó có thể khủng hoảng, nó có thể sự đại suy thoái, nhưng cá nhân em nghĩ á, nó có một sự bất bình thường so với những cái trước đó. Đó là gì? Đó là Trung Quốc thì sẽ bị ảnh hưởng về câu chuyện đó là không còn tăng trưởng cao nữa, sẽ dưới 5% thôi, nhưng Mỹ nó vẫn duy trì tăng trưởng. Đó là cái thứ mà Mỹ nó, đó là cái bài toán mà người Mỹ đang tính để duy trì cái vị trí bá cường của họ. Nếu như Mỹ không làm như vậy, em đặt ra câu hỏi là nếu như Mỹ không làm như vậy thì chỉ cần 10 năm nữa để Trung Quốc nó tăng trưởng trên 7%, em đảm bảo Mỹ nằm thứ hai luôn. Nói như thắng tức là giống như thằng Nhật mà khi mà anh GDP 70 của Mỹ thì nó đập thôi. Đó là cuộc chơi. Cái 70 của Nhật ngày xưa thì nó lại câu chuyện hoàn toàn khác, bởi vì người Nhật phụ thuộc khá là nhiều vào người Mỹ, lý do cả về bảo hộ quân sự lẫn câu chuyện tức là ứng dụng khoa công nghệ. Đập Nhật dễ hơn đập Mỹ. Đập Nhật rất dễ hơn đập Trung Quốc, bởi vì là cái việc Nhật thì chỉ cần cắt đi hệ thống chuỗi cung ứng, bởi vì người Nhật phụ thuộc rất cao. Họ không có tài nguyên vô hạn, không có con người vô hạn giống như Trung Quốc. Trung Quốc nó có nhiều thứ vô hạn. Mà không dễ, nếu như không làm thì không có cách nào làm. Đôi khi họ cũng phải chấp nhận một vài thứ gọi là thiệt hại. Bởi vì nói như anh nói là đúng. Muốn đánh nhau thì đương nhiên là một thằng là có một thằng mà có đai thì một thằng cũng phải trọng thương. Thì rõ ràng câu chuyện này thì Mỹ cũng trọng thương là cái chắc. Nhưng mà vấn đề là trong cái điều kiện tận dụng cái cơ hội này thì Việt Nam làm được gì ở đây? Thì đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ phải bàn tiếp. Còn cái câu chuyện mà em đang nhìn thấy đó là lý do giải thích tại sao rất nhiều các chuyên gia, thậm chí là O'Neill này, thậm chí là những người có những cái trình độ ví dụ như Adam Smith này, theo các lý thuyết của Adam Smith này, hay là gọi là lý thuyết của Keynes này, là một trong những lý thuyết thị trường hiệu quả đấy, thì nó không đúng theo những cái đó. Và nó đang bị dịch chuyển thay đổi, và cái tư duy não của hành vi hiện nay nó khá phức tạp. Và điều nếu chúng ta dự đoán đúng được tương lai thì cái việc kiếm tiền nó chỉ đơn giản chỉ là cái phương pháp hành động thôi. Dự đoán được đúng đấy, anh dự đoán được tương lai như thế nào? Thực ra hiện nay tương lai là bất định. Có một điều bật mí cho anh, đó là theo phong thủy thì 10 năm tới, em vẫn hay nói 10 năm tới, tại sao 10 năm tới nó khá là phức tạp, bởi 10 năm tới là 10 năm mà cái hành gọi là hành kim là trỗi dậy. Hành kim trỗi dậy, 10 năm tới là 10 năm của kim. Hành kim trỗi dậy, nên hành kim trỗi dậy nó cực kỳ cứng nhắc. Nếu như không tức là không có sự mềm mỏng dịu nhẹ của các lãnh đạo của các nước trên thế giới á,
sẽ dẫn đến câu chuyện mâu thuẫn và dễ dẫn đến gọi là một cách nào đó khác của câu chuyện chiến tranh thôi. Hành kim nó mạnh lắm, cái hành kim của 10 năm tới này cực kỳ mạnh và cực kỳ sắc bén. Mà mình không hiểu nha, như cái bà Pelosi của Đảng Dân Chủ.